Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Hà. Hiệu quả mô hình chi bộ điểm tại Đảng bộ huyện Bảo Yên. Những người trắng đêm lao động lo Tết đủ đầy. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Hà. Dự lễ công bố có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Tại quyết định số 366 ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và chúc mừng tân Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị với trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Thị Nga cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Bắc Hà sớm trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình gặp nhiều khó khăn. Các hoạt động truyền thông và cung ứng dịch vụ dân số bị gián đoạn, mức sinh có dấu hiệu tăng do tác động của dịch COVID-19 đã tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm. Kết thúc năm chỉ có 2 trên 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra là tổng tỷ suất sinh 2,11 con trên một phụ nữ. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát sàng lọc trước sinh là 60,78%. Năm 2022, ngành dân số đề ra mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chú trọng giải quyết các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số. Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ thị xã Sapa lần thứ 7 nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Nhiệm kỳ vừa qua, công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ thị xã Sapa đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Các cấp hội đã vận động thăm hỏi tặng trên 12.000 suất quà cho các hộ nghèo và gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. 38 tổ chức cá nhân trợ giúp thường xuyên cho 57 địa chỉ nhân đạo, 52 trẻ mồ côi được đỡ đầu. Công tác vận động hiến máu tình nguyện được triển khai ngày càng sâu rộng. Kết quả đã vận động được 327 đơn vị máu phục vụ cho công tác cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã. Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khóa mới và 6 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tuyên dương khen thưởng. Qua triển khai lấy mẫu giám sát mối nguy an toàn thực phẩm và lấy mẫu hậu kiểm tại các chợ, các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2021, đã có 6 mẫu test nhanh và 17 mẫu kiểm nghiệm labo không đạt tiêu chuẩn. Các sản phẩm không đạt gồm thực phẩm dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe Gloss Baby G8, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro tăng miễn, Siro Mascal bổ sung canxi cho trẻ, viên dầu gấc PV, bánh trung thu, các sản phẩm nước uống đóng bình, đá viên dùng liền. Căn cứ trên kết quả kiểm tra, giám sát, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Lào Cai đã xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở có mẫu không đạt, đồng thời yêu cầu khắc phục các điều kiện vệ sinh, gửi mẫu kiểm nghiệm lại cho đến khi đạt yêu cầu mới được tiếp tục sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, thôn Cáng 2, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai đã vận động nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công lao động để mở rộng, bê tông hóa tuyến đường nông thôn. Tuyến đường mới hoàn thành rộng rãi, êm thuận, tạo thêm cơ hội để người dân trong thôn phát triển kinh tế. Tuyến đường cũ vốn nhỏ hẹp, mặt đường chỉ rộng 1,2 m, dốc núi quanh co. Việc đi lại giao thương hàng hóa của người dân do đó gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi xã có chủ trương hỗ trợ vật liệu mở rộng tuyến đường lên 3 m, chi bộ, trưởng thôn và những người có uy tín tích cực vận động bà con hiến đất để mở rộng đường. Đi từng hộ vận động thì bà con rất là nhiệt tình, bà con cũng rất là phấn khởi để tham gia đổ đường. Thì nhà có 2 người tham gia 2 người, mà có nhà có 1 người tham gia 1 người. Thì rất là phấn khởi vì con đường trước kia là cũng rất là nhỏ, bây giờ thì rộng 3 m thì
điều được bà con thì đi lại rất là dễ dàng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, bà con đều hiểu và vui vẻ hiến đất mở đường. Điển hình như gia đình ông Nông Xuân Phát đã tự phá dỡ đoạn tường rào dài 34m để mở tuyến. Con đường này nhân dân rất mong muốn, đến hôm nay thì mới chọn nguyện được. Mà tất cả nhân dân trong thôn cũng như là gia đình tôi đều là đồng tâm hợp lực cùng nhau góp sức góp công để làm cái con đường này. Gia đình tôi tự nguyện hiến đất giữ tường bao 37m dài và sâu vào 1m để mà hiến cho thôn để làm con đường này. Cũng tự giác phá dỡ tường rào, gia đình ông La Văn Tẩu còn đập bỏ cả công trình phụ. Không những thế, ông còn vận động hàng xóm tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường thông thoáng sạch đẹp. Lợi ích của mở đường giao thông nông thôn thì để cho tương lai sau này của các con cháu. Đường 3m thì đi lại và phương tiện chuyển tất cả vật liệu về có thể là làm các công trình. Thì đứa phải vất vả chỉ bằng xe máy hoặc là bằng xe dùng. Để nâng cấp mở rộng 3 tuyến đường dài tới gần 700m, người dân thôn Cáng 2 đã tự nguyện hiến 1.000m2 ruộng, vườn, ao, dỡ gần 160m tường rào và tham gia gần 1.850 công lao động. Đã có con đường sạch, đẹp và thuận lợi thì tôi tin chắc rằng là nhân dân của thôn Cáng 2 sẽ tiếp tục mà nâng cao, chuyển đổi về cái cây trồng vật nuôi cũng như là làm tốt cái công tác để nâng cao cái nông thôn mới. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần vì cộng đồng của các hộ nông dân thôn Cáng 2, xã Hợp Thành để mọi gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh hiện đại. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 19.500 hecta rừng. Để đạt được mục tiêu này thì yêu cầu về quản lý chất lượng cây giống được ngành kiểm lâm đặt lên hàng đầu. Năm nay theo kế hoạch sẽ trồng mới hơn 5.400 hecta rừng. Để có nguồn giống tốt phục vụ nhu cầu trồng rừng của nhân dân, trên địa bàn tỉnh hiện có 114 cơ sở và hộ sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, mỗi năm sản xuất hơn 90 triệu cây giống, không chỉ đáp ứng nhu cầu trồng cây của người dân trong tỉnh mà còn xuất bán sang các tỉnh lân cận. Tỉnh cũng đã xác định 17 nguồn giống cây lâm nghiệp với tổng diện tích 243 ha, gồm các loại cây như thông mã vĩ, sa mộc, vối thuốc, quế, bồ đề. Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tập trung kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc gieo ươm, chăm sóc, xuất bán cây giống, trước mắt là đảm bảo cây giống chuẩn bị cho trồng rừng vụ xuân năm 2022. Năm 2022, huyện Bảo Yên dự kiến dành trên 1,3 tỷ đồng để thực hiện cho chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Theo đó, địa phương phấn đấu xây dựng thành công và đưa các sản phẩm thế mạnh có tiềm năng phát triển đạt chuẩn từ 3 sao OCOP cấp tỉnh trở lên. Hiện đã có các sản phẩm mới đăng ký là ổi Bảo Hà, cốm Bảo Yên, cam V2, măng hốc Bảo Yên, trứng vịt bầu Nghĩa Đô, gà đồi Bảo Yên, vịt lam ống nứa Nghĩa Đô, du lịch homestay Nghĩa Đô, thủ công mỹ nghệ Nghĩa Đô. Ngoài ra còn có 10 sản phẩm đã đăng ký năm 2021 là bánh gai Bảo Hà, vịt bầu Nghĩa Đô, thịt châu sấy Bảo Yên, bì châu muối, chuối ngự hồng cam, viên hoàn tía tô mật ong, viên hoàn khôi nhung mật ong, trà túi lọc tía tô, trà túi lọc hương quế, trà túi lọc hương hoa nhài. Đồng thời, Bảo Yên cũng sẽ duy trì và nâng cao thứ hạng đối với 10 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, huyện Mường Khương phấn đấu giảm hộ nghèo trên 8% mỗi năm theo tiêu chí đa chiều ở 5 xã nghèo nhất của huyện. Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, huyện Mường Khương có 1.449 hộ nghèo, chiếm 8,84%. Tuy nhiên, kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của huyện Mường Khương lên tới 47,44%. Trong đó, 5 xã thuộc danh sách 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh là Tả Ngài Trồ, Dìn Chin, Tả Thàng, La Pan Tẩn và Lùng Khấu Nhiên, còn tới 3.129 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của 5 xã là 70,44%. Năm 2022, Mường Khương phấn đấu giảm nghèo nhanh hộ nghèo ở vùng lõi nghèo, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo, thực hiện rà soát, nắm rõ nguyên nhân nghèo, đưa ra giải pháp cụ thể để công tác giảm nghèo đảm bảo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chi bộ điểm là một trong những sáng tạo của Đảng bộ huyện Bảo Yên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Trên 90% chiều dài các tuyến đường liên khu liên gia ở tổ dân phố số 6 thị trấn Phố Giàng đã được bê tông hóa bằng nguồn đóng góp của nhân dân. Đây là kết quả ấn tượng, đặc biệt là trong bối cảnh các hộ gặp không ít khó khăn bởi dịch COVID-19. Đảng viên đi trước, đảng nước đi theo sau mà. Thế các ông ấy khởi động lên thì dân bắt đầu mới theo chứ. Nó như thế, nếu dân đảng mà không khởi động làm sao mà dân theo được. Như cái chỗ này trước đây có ai dám đến ngồi chơi như giờ đây này. Đổ ở đây này, tất cả xung quanh làng xóm cứ chiều đến đây nó thể dục. Các bà dưỡng sinh, các tập thể dục ở đây. Chi bộ tổ 6 được Đảng ủy thị trấn Phố Giàng chọn làm điểm về thực hiện quy chế dân chủ. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt trong lãnh đạo nhân dân làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị của chi bộ. Sau khi thống nhất của chủ trương của chi bộ thì chúng tôi giao cho tổ dân phố, giao tổ phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức họp dân để mà triển khai cái chủ trương. Khi triển khai thực hiện xong công trình thì chúng tôi lại họp dân tổ chức công khai các cái khoản đóng góp của nhân dân. Sau khi thực hiện được các cái mô hình này thì chúng tôi thấy sự lãnh đạo chỉ đạo dưới cấp ủy chi bộ tổ dân phố đã tốt lên rất nhiều, đặc biệt là công tác dân vận thì phát huy được cái dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên được bàn bạc thống nhất trao đổi và cùng với nhân dân thực hiện các cái chương trình, đặc biệt là về chỉnh trang đô thị. Hiện nay tất cả các xã thị trấn của Bảo Yên đều đã xây dựng các chi bộ mẫu về dân chủ, dân vận khéo, công tác kiểm tra trong học tập và làm theo Bác. Trong thời gian vừa qua, các chi bộ mẫu bắt đầu đi vào hoạt động và cũng đã đi vào nề nếp. Từ đó thì cũng xác định được cái vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu gắn với cái việc học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cái việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chi bộ và đảng viên trong cái việc thực hiện nghị quyết Trung 4. Từ hiệu quả đạt được, các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy Bảo Yên đang nhân rộng mô hình chi bộ điểm, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tiếp theo chương trình, 76% người Việt Nam lên kế hoạch du lịch trong nước năm 2022. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo không nên xem tiền kỹ thuật số là kênh phòng rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, khi phố phường vẫn chìm trong giấc ngủ thì chợ đêm Châu Ý, thành phố Lào Cai bắt đầu sôi động. Những người kinh doanh, lao động tự do lại tất bật với cuộc sống mưu sinh của mình. Gắn bó với nghề kinh doanh rau củ tại chợ đêm đã hơn 20 năm. Giờ đây, khi bước sang tuổi ngũ tuần, người đàn ông này vẫn miệt mài mỗi đêm, dù thời gian này gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Khách hàng của mình có những người là những cái thời điểm mà mình kinh doanh được, ví dụ nó rơi vào khách hàng người ta đang lấy của mình tầm khoảng là 1 triệu tiền hàng trên một ngày. Đấy là một khách hàng. Thế nhưng mà đến bây giờ người ta lấy 100 mình cũng vẫn phải đi đưa cho người ta, chẳng nhẽ bây giờ mà không phải là một khách hàng, có thể là 3-4-5 khách hàng chẳng hạn, thế chẳng nhẽ giờ mình bỏ người ta. Đó là nghề nghiệp. Không quản thời tiết giá lạnh, đường đêm nguy hiểm, hàng ngày chị Nguyễn Thị Huế vượt hàng chục cây số để đi làm thêm tại chợ đêm Châu Ý. Công việc bắt đầu từ 22 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Vất vả là thế, nhưng mức thu nhập vẫn chưa đủ để chi tiêu. Cuộc sống này nó khó khăn đấy, chị bảo bây giờ đi làm tháng được có 6 triệu thì lấy đâu ra đủ ăn được chị. Nhưng vì cuộc sống vẫn phải cố gắng mới làm nào. Cuộc sống nó khó khăn đấy, bây giờ chị bảo ngày nắng như này còn không sao, ngày mưa bọn em còn ướt sũng ấy, ướt lắm mà rét mướt như này nữa mệt. Những ngày cuối đông, nhiệt độ về đêm càng buốt lạnh, nhưng với các tiểu thương, người lao động tại chợ đêm Châu Ý, những lo toan của cuộc sống khiến họ phải tạm quên đi giá rét từng đêm. Chúng tôi mong muốn sao bán được hàng nhiều thì mới kiếm được tiền để sinh sống cuộc sống trong gia đình, nuôi con nuôi cháu. Tết thì mong muốn làm sao tất cả các hộ kinh doanh mong muốn sao là bán được thật nhiều hàng để kiếm được cái Tết vui vẻ, ấm no đầy đủ trong gia đình. Ngày Tết cổ truyền đang đến gần, những người kinh doanh, lao động tại chợ đêm Châu Ý vẫn trắng đêm miệt mài với công việc của mình để lo cho một cái Tết đầy đủ, đầm ấm và vui tươi. Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị kiểm tra xử lý các tài khoản fanpage chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Theo lãnh đạo Cục Trẻ Em,
Hiện nay trên mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ các thông tin hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Điều này vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Theo quy định pháp luật, việc tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên hoặc cha mẹ, người giám hộ là hành vi bị nghiêm cấm, vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng và buộc phải thu hồi, gỡ bỏ. Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa vừa thực hiện nghiên cứu về tiếng nói của người tiêu dùng, qua đó cho thấy có tới 76% người Việt Nam hiện đang lên kế hoạch du lịch giải trí trong nước năm 2022. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 38% số người lập kế hoạch du lịch nước ngoài. Có khoảng 1/3 số người được khảo sát cho biết họ sẽ lên kế hoạch đặt phòng và lựa chọn du lịch tại chỗ khi không còn những quy định ràng buộc của nhà nước. 30% số người được hỏi cũng cho biết họ sẽ lựa chọn tham quan những địa điểm du lịch tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người được hỏi ưu tiên lựa chọn khám phá những địa điểm gần nơi mình sinh sống hơn là những địa điểm ở xa. Đây là tín hiệu cho thấy du lịch tại chỗ, du lịch ngay tại chính nơi mình ở ngày càng được ưa chuộng. Chuyên gia Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định diễn biến đồng bộ của tiền kỹ thuật số có thể gây ra nhiều nguy cơ cho sự ổn định tài chính, đặc biệt ở những nước áp dụng tiền kỹ thuật số rộng rãi. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo không nên xem tiền kỹ thuật số là một kênh phòng ngừa rủi ro biến động thị trường, vì đồng tiền này hiện diễn biến theo thị trường chứng khoán, làm tăng nguy cơ rủi ro với các thị trường tài chính. Các chuyên gia kinh tế cho biết các đồng tiền kỹ thuật số hầu như không có tương quan với thị trường chứng khoán, nhưng thanh khoản cao và mức độ chấp nhận rủi ro của giới đầu tư gia tăng khiến các đồng tiền kỹ thuật số và giá cổ phiếu cùng tăng. Mỹ sẽ đẩy mạnh xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các trường học nhằm đảm bảo việc học trực tiếp của học sinh không bị gián đoạn trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng mạnh. Theo Nhà Trắng, việc xét nghiệm bổ sung này sẽ giúp các trường học vẫn mở cửa một cách an toàn và thực hiện các chương trình kiểm tra sàng lọc y tế cần thiết. Chính phủ Mỹ cũng sẽ triển khai các đơn vị xét nghiệm gần sân trường và sắp xếp các khung giờ cụ thể để kiểm tra sức khỏe cho học sinh và nhân viên trường học. Khoảng 4% trường học ở Mỹ đã đóng cửa khi biến thể Omicron hoành hành trên khắp đất nước, buộc các công đoàn giáo viên phải có cách tiếp cận thận trọng hơn để hạn chế sự lây lan. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn nêu bật ưu tiên việc giảng dạy trực tiếp, đồng thời cam kết tiến hành thêm 10 triệu xét nghiệm mỗi tháng dành cho các trường học. Chiến lược của chính phủ Nhật Bản nêu rõ việc sử dụng bền vững điện hạt nhân sẽ được thúc đẩy với sự tin tưởng của người dân vào chiến lược này. Nhật Bản đang bắt tay vào một loạt dự án năng lượng hạt nhân, thế hệ tiếp theo đầy tham vọng có thể cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp nước này. Trong nhiều thập kỷ tới, yếu tố quan trọng trong sự phát triển của công nghệ năng lượng hạt nhân trong tương lai sẽ bao gồm quá trình hợp tác với các nhà khoa học và công ty ở Mỹ, với việc Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ và đồng ý hợp tác phát triển lò phản ứng nhanh, đốt PLU tôn và các nhà máy năng lượng tiên tiến dựa trên lò phản ứng mô đun nhỏ. Thế giới quanh ta đầy những điều kỳ lạ, những hiện tượng bí ẩn đã gây sự bất ngờ thú vị với bất kỳ ai may mắn được chứng kiến. Khép lại chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng một số hiện tượng kỳ thú trong tự nhiên.